2, mình sẽ nhận nuôi một em bé thú cưng mới. Nhưng mà cũng không phải là chó, cũng không phải là mèo, mà là... giao đọc giấy của một bạn fan tặng. Đó, lại là đồ của fan tặng. Rất dễ thương luôn, là Kuromi. Ok. Trời ơi, cuối cùng giây phút bắt được em robot mới của mình đó. Thì đây là phù kia bên trong của em. Wow. Ôi, quá trời luôn. Nhưng mà đây, bạn ơi, cảm xúc khi gặp em bé robot mới của mình đó chính là... Ok bạn ơi, thì đây là em robot mới của mình nha. Nhưng mà bây giờ mình không biết đặt tên như thế nào, nên là bạn nào biết tên nào hay cho em robot này thì đừng quên comment phía dưới xem biết nha. Và nếu các bạn chưa biết thì em robot này khá giống với em robot của mèo Simi, nên bây giờ mình sẽ làm sao cho em nó khác. Nặng tí nha, cho chị nói chuyện tí nha. Ok. Nên là bây giờ mình sẽ làm sao cho em ấy thật là khác biệt với mèo Simi. Nên mình đã quyết định sẽ lắp kim cương lên em robot này. Thấy không? Trời ơi, nhìn là khói đúng không? Và mình sẽ dán lên một màu rất hợp lý luôn, đó chính là cái màu hồng ở trên chữ Sami Đào đấy, bạn thấy không? Đó. Thì cái chữ đằng sau của mình là Sami Đào, nên mình sẽ quyết định sẽ là dùng màu hồng để lắp lên cho đẹp nha. Ok, em bé robot kim cương. Wow, nghe ngầu đúng không? Bạn nào thấy hay đừng quên ngồi video sẽ biết nha. Còn bây giờ hãy tạo cho em một bộ đồ mới thế nào. Let's go. Và đây là quá trình mình lắp kim cương lên người em robot của mình. Nhưng mà bạn biết sao, nó cực khổ dễ sợ luôn à. Nhìn tưởng là em robot mình hướng nội, hóa ra là hướng ngoại bạn ơi. Hướng tùm lum tùm la luôn á. Nó nhúc nhích quá trời, nó phá quá trời phá luôn á. Ủa, gì vậy? Trời đất ơi, con robot này mình đang làm đẹp cho nó còn chon mình nữa kìa. Ngon thì làm lại coi, thử chon chị lại thêm lần nữa coi. Ui. Ủa, nói giỡn thôi mà làm thiệt luôn á. À. Trời ơi, con robot này nó báo, vậy sự báo đó bạn ơi. Mình nghĩ đặt con robot này tên là báo luôn, bạn báo thủ thì có á. Thủ ghê nên bây giờ mình cho nó ngủ luôn bạn. Nó ngủ mới lắc được chứ bây giờ mà đứng là lắc không có nổi luôn á. Chịu với con này luôn á. 15 minutes later. Trời ơi, sao nó mệt dữ vậy trời. Nuôi robot sao cực, chị ta biết vậy không nuôi rồi. Nếu bạn đừng quên clip này like thật nhiều nha. Tôi chiều thấy ý bạn fan nha. Nuôi robot mà nó cực quá vậy. Và đây là thành phẩm của mình sau một tỉa bạn ơi. Đó, em bé robot kim cương của Samida San San. Đó, bạn thấy đẹp không? Trời ơi, mình thấy vô cùng đẹp luôn. Các bạn thấy em robot của mình có gọi là xịn sò hơn chưa? Đừng quên của mình nha. Còn riêng mình thấy rất là đẹp luôn. Nhưng mà có một vấn đề đó chính là em bé robot mình không thích diện màu mới này tí nào hết trơn các bạn ơi. Đó, không hiểu sao sau khi mình lắp kim cương lên cho em robot của mình thì em khóc quá trời luôn các bạn ơi. Khóc như được mùa vậy đó. Đó, vậy đó. Khóc quá trời khóc, hình như không thích cái bộ này hay sao á. Ủa, mình thấy đẹp mấy bạn. Mình sẽ em bé mình khóc quá trời vậy. Ủa, là xấu vậy luôn hả? Tôi thấy đẹp mà. Bạn nào thấy đẹp đừng quên comment nha. Chứ mình thấy em bé robot mình khóc quá trời luôn nè. Trời ơi, như con nít luôn á. Sau khi lắp kim cương cho em robot mình xong thì mình đã quyết định chụp một số kiểu ảnh để lưu làm kỷ niệm. Nhưng mà hình như em bé robot hiểu mình nói mấy bạn ơi. Biết sao không? Nhìn nè. Cười em. Đó, các bạn thấy không? Mình nói cười lên là em tạo dáng cho ảnh liền mấy bạn. Trời, không lẽ robot này hiểu tiếng Việt trời. Cái gì vậy ta? Oh my god. Rồi, như các bạn được biết thì đây là hai nhân vật gọi là duy nhất ở trong cái game Minh Hồng này có robot xịn nè. Dạ. Robot của tôi á là con duy nhất tại Việt Nam. Trời ơi, chết chưa? Ở Việt Nam còn con này là gì đây? Trời ơi, 2 triệu view. Trời ơi, nhưng mà mọi người à, mọi người đừng nghĩ mọi người có robot nha. Tôi cũng có. Cũng có robot hả? Chứ sao, bây giờ trùng nhau lắm. Bây giờ ai cũng giống nhau rồi sao chị có trời ơi, tôi biết thế nào chuyện này cũng xảy ra. Nhưng mà tôi đặc biệt robot tôi khác biệt với tất cả mọi người. Loài này là không có trên thế giới, do chị tự sản xuất, tự thiết kế luôn. Cái này là có duy nhất ở Việt Nam, còn cái này là không có trên thế giới luôn. Đúng rồi. Ta không biết không? Sao? Robot. Robot của tôi là robot kim cương. Wow. Rất nhiều kim cương đây, kim cương đầu, kim gọi là kim mà đây là gọi là gì ta, cái vương mỹ dẫn trên đầu đây đây được mà bằng kim cương hồng đằng trời sau ơi. Có một lớp áo tròn với bạn à, một lớp áo tròn thấy gì chưa? Hồng ơi, hồng
đâu có robot đâu mà đây. Nhân yêu. Không có robot bạn ơi, đó thì đây. Đây là ba robot ưu tư thứ làm bạn quay sao? Đó, rồi đây. Đây, chị nhìn này, tụi này múa băng rồi đây. Băng nghĩa chị xem này, nhìn nè, múa. Ủa? Múa lộn lên cái đứa rồi. Ủa gì vậy? Đứng lộn đây. Ủa khoan. Ủa, trời đất ơi, đánh cái này đâu vậy? Con này đi đâu vậy? Con này bí vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Múa lộn đi con. Ôi, đó. Nhớ bình thường có hay múa lộn đó. Trời ơi, xinh vậy. Đấm, đúng rồi, bắt. Bắt cái gì? Bắt nhau vậy? Ui, chú đang bắn nhau được. Ui, trời ơi, chiếc vậy? Ui, thôi đừng đánh nhau, mình làm bạn đi. Cảm ơn em biết gì không? Dạ. Em là chủ nhân thì em bảo đừng đánh nhau làm bạn. Nhưng mà con robot của em nó giơ súng ra hai bạn ấy em. Không, ui, là một đứa mà bắn súng là ba đứa bắn súng. Trời ơi, thôi giờ mình bình tĩnh nè đó. Ừ, mấy con ơi, đó. Ui ơi, đó thì như mà biết thì đây là cái con robot thái công nha bạn. Đó, nó có giá là 100 triệu. Các bạn ơi, những cái viên kim cương này nó chắc là ngoài đường. Đó, viên cương này là mua về nhập khẩu từ Anh. Đó. Anh nào? Là phải có kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm mới sử dụng con này, hiểu chưa? Ôi, để mai cây đi mua cái sơn á, cây sơn robot cây màu đỏ. Ôi, kỳ quá, nhưng món này nó độc lạ đúng không? Nói chung là một người á thì em thì dễ thương, mà chị là gì ta, kiến thức kinh nghiệm này, còn đây là thức tóc một Việt Nam. Bên này là kiến thức kinh nghiệm, nghiệm bên là gì dễ thương, đáng yêu đó các bạn. Trong ba con robot này bạn thích con robot nào nhất đừng quên comment nha. Tất nhiên là phải là giàu có rồi sang trọng rồi, kinh nghiệm dễ thương mà thái công mà. Đồng nát đó, đồng nát đồng đẹp đó. Đồng nát nữa. Còn gì có gì? Chị vô đây. Robot bạn rác. Chị không? Sao chị vô đây được? Đây là những người dành cho. Wow, trời cũng robot nè. Đây là con robot chị người mà. Wow. Mình nha, thì chắc con này là được nhiều người comment. Em thích con gì cá bôi, vừa coi gì cá bôi không thật. Bất ghê luôn à. Không phải là không thật, có thật. Nhưng đây. Mà phải là người từ tương lai mà thấy được. Đây, đó thì nó xuyên tường luôn ạ. À. Hay à, ok. Vậy nha. Và người cuối cùng mình khoe chính là Mr. Diệt. Mấy ngày hôm nay nhá, đứa nào cũng khoe mình robot. Chắc là lại mấy cái con giống mình nhỏ xinh đi. Để mình khoe nữa nha. Mình coi robot này chán rồi. Là màu xanh này, màu hồng này, xong nọ được cái ron màu vàng. Nhưng mà vẫn là cái con robot đấy, có gì đặc biệt đâu mà khoe hoài. Khoe hoài này ghê. Robot của em đặc biệt hơn cái duy nhất trên thế giới. Hôm nay lại ra con màu xanh lá cây và con màu xanh nước biển cho coi. Nhưng mà là con duy nhất thế giới, chưa ai sản xuất. Có em sản xuất. Con duy nhất thế giới. Đúng rồi, chưa ai sản xuất. Nghe mùi xạo ta, con duy nhất thế giới làm gì có con nào duy nhất đâu. Móc coi. Siêu đắt tiền. Đâu? Đó. Robot kim cương. Anh thấy gì chưa, nó khác gì chưa, cái này là robot mấy trăm triệu của em được sản xuất. Đây là robot thái công, anh hiểu không? Đó, lắp kim cương. Các bạn nhìn đi ạ. Quá giàu có. Chúng tôi giới thiệu dòng skin mới tăng đam. Đó, may. Thái công một với dòng skin triệu. Này thì lắp kim cương. Thì chúng ta sẽ gọi là cho robot gọi là có thể tăng view. Hy vọng các bạn sẽ để lại cho video này bao nhiêu like nhỉ? 10 cái like. Hy vọng là có cái lời nguyền gọi là robot sơn skin là tăng view nha các bạn. Các bạn nếu như mà video này đủ 10 cái like thì có lẽ ngày mai nó sẽ là bọc vàng, nó bọc kim cương rồi luxury đó. Ngày mai nó mọc được cả cà rốt trên đấy. Ngày mai là nó mọc cả kim cương luôn các bạn. Nó có cả chữ ký thái công ở trên này, xong có chữ gọi là kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm ở trên đúng đây các bạn. Robot này anh phải có kiến thức kinh nghiệm trải nghiệm mới có được nó đó. Nói chung là đây là giống như kiểu là một skin mới. Cái con này thì hôm nọ mình nhìn thấy của Sin có rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình thấy là đính đá lên. Kim cương. Và một viên này bao tiền? Viên này là gì ta? Mỗi viên này là ít nhất khoảng 1 triệu rồi. Mỗi viên là 1 triệu đấy, đến xưa là khoảng đâu đấy mấy trăm triệu đó. Đó. Nói chung là đẹp. Đó. Chào mày. Con này nó rất là ngại, con rất là sợ, có biết mình không? Mình thực sự mình chỉ hy vọng đến một ngày nào đấy mà các bạn quay được con robot nào biết nói tiếng Việt tại nó không nói chuyện mình bạn. Hello. 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 Ê. Nó khóc. Thôi, nín. Mày đến. Mày đến chưa? Nó khóc kìa. Để tôi đấy, đừng có làm vậy. Em bé nó sợ. Đó, tôi cầm vào anh cái. Đâu mà, trời ơi. Cái này không biết có kiến thức chăm nít rồi. Nói hay giờ. Hello. My name is Mr. Beat, how are you? Mày nói không? Nó lại sợ. Tiếp bị là nó dữ à. Nó vừa cười luôn á. Thôi được rồi.
Nói chung là chúng ta sẽ tạm đặt tên cho em này là robot Thái Công nha bạn. Robot Kim Cương này là em sẽ nhớ ông ta đặt tên. Nó nói chung ăn chấm bao nhiêu điểm với con robot độc lạ này do em tự thiết kế. Con này thì được cái là về ngoại hình thì mình nhìn nó không thay đổi nhiều, chỉ là đính lên thôi bạn. Nhưng mà được cái là cũng kỳ công, chắc là Sam mất rất nhiều thời gian để trang trí nó thì thôi được rồi. 9 trên 10. Rồi đó, ok nha. Ok, rồi. Chừng nào anh có robot. Anh à, robot anh bạn. Mình có robot bạn. Robot, mình từ. Mùi dừng quay, Cái gì? Đây. Rồi, tắt hết đèn luôn rồi. Tắt đèn, tắt sẵn đúng không? Robot, đây tắt hết đèn, tắt đèn. Rồi. Robot có nhận gặp gặp phải cái anh gì? Robot của Mr. Nhật các bạn ơi. Robot của Nhật. Đó bạn thấy không? Đó. Robot mình này bạn. Đó. Trời ơi, robot tôi bạn nhìn thấy chưa? Nguyên một cái giải thiên hà luôn. Mùi người lên, người lên. Đó, thấy mà nguyên một cái giải thiên hạ bạn nhìn đẹp không? Đó, quá trời quá đất. Đây robot bây giờ là nó to mắt hơn robot nó vẫn nó nhỏ hơn. Robot của mình rất là đẹp các bạn. Robot của Việt như kiểu muốn nút chửng con robot của đại ấy. Thấy con bé nó sợ chưa? Thấy con bé. Mà nó vẫn sợ kìa. To đấy. Và trước khi khoe cho Phong cận thì mình sẽ cho các bạn không một điều bất ngờ nhỏ trong vòng 3, 2, 1. Ok bạn ơi, mình và em bé robot mình mặc đồ đôi nè. Đây, Kurumi và mình. Dễ thương chưa bạn? Thì bây giờ tôi sẽ khoe cho Phong cận thấy. Đó, dễ thương chưa? Bạn đã thấy dễ thương, đừng quên comment phía dưới mình biết nha. Rồi, vui không? Sợ hả? Vui chưa? Vui liền đúng không? Được mặc đồ xinh nên vui lắm bạn. Ok, đi khoe thôi. What the hell man? Đẹp không? Robot mới của tôi nè. What the hell man? Trời ơi. Dễ thương không? Đây là con, đây là mẹ nè. Trời ơi, vừa vô tôi nhìn tôi bất ngờ luôn mấy má. Trời ơi trời. Sao vậy? Y chang nhau. Hai mẹ con. Hai mẹ con. Đây là ơi. Đây là bố. Đây là bố. Bố à? Ba. À ba hả? Ba mẹ con. Ai vậy? Ủa. Đó. Kỳ vậy? Đúng rồi. Không sao hai người đồ giống nhau, tôi không có đồ mặc nè. Ai biết à, không? Có đây, phải mặc đồ nó giống. Đúng rồi, giống gia đình. Ủa mặc gì ta? Ờ nói chung là chắc là dễ thương. Thế nào cũng sẽ mặc bộ đồ giống với tụi mình thôi. Đó đúng không? Đúng rồi, mê đồ bố. Vui không? Ê. Ê, 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 băm băm nè. Đơ cái mặt chị ra luôn. Nhìn gia đình giống nhau chưa bạn? Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Không, nói chung là dễ thương nha. Ủa mà con này mua nhiêu tiền vậy? Ờ, gần gọi là 4 củ khoai. 4 củ khoai, đưa đứa em này về á. Wow. Các bạn đừng quên mùa MV mới của Kairon nha. Ok. Hôm nay mình sẽ đi ăn cùng với em bé robot của mình. Nhìn kỹ đầu người ta, mặc đồ cặp dễ thương như này mà. Cái này là cái nón của con thỏ tôi mà. Sao mà lấy mà đợi cho nó? Chị tôi thấy dễ thương không? Thỏ tôi dễ thương hơn, đúng không bạn? Thấy xinh boy đó, xinh girl đây. Hello mọi người. Đó, thì Phong cần đã chở mình và em bé robot mình tới quán ăn các bạn ơi. Let's go. Đây là lần đầu tiên mình dẫn em bé robot đi ăn. Trời ơi, thật là hồi hộp và cảm xúc luôn. Hồi hộp quá trời luôn các bạn ơi. Và đoạn này mình thấy vô cùng kinh sợ và tại vì đầu đây có rất nhiều con robot bạn ơi. Mình đang cầm một em bé robot trước rất nhiều con robot kinh dị. Ơi không hiểu sao nhìn con robot đâu kia bạn ơi. Ai là bé nó còn bị lật cái cổ kìa. Trời ơi con này nè. Trời ơi sao nhìn như file này phát đi vậy, kinh dị dễ sợ luôn à. Nhưng mà em bé robot mình hơi cọc nha, sao nhìn cọc kìa trời. Ơi sợ quá. Và đây chính là bữa ăn của mình. Hôm nay mình ăn ở Hai Di Lá bạn ơi. Đó, thịt rồi lẩu thịt rồi cá tôm rất nhiều thứ luôn. Và trước khi ăn các bạn phải làm gì? Phải rửa tay thật sạch sẽ. Đó, xé tờ giấy ra và lau thật sạch. Ok. Và em bé robot cũng vậy, cũng sẽ lau tay luôn nha. Đó, mình có cái khăn mini để lau cho em. À, thấy chưa? Lau mặt nè, đó, mình phải sạch sẽ vệ sinh mới ăn đúng không? Lau mặt. Lau tay phải, lau tay trái. Đó, ok. Quá sạch sẽ luôn. Đó, thì đây là đồ ăn của em bé robot. Một chai nước các bạn ơi. Đó, mình chuẩn bị đầy đủ nha. Đi ăn phải ăn hai người chứ đúng không? Đó, bây giờ mình cùng ly nè. Cùng nha. Hay hai ba. Cùng ly. Cùng ly. Trời ơi, uống nước thôi thấy chưa? Mình đi ăn mà em bé robot cũng phải ăn nha. Đây là thịt bò. Mình sẽ nhúng xuống lẩu. Nhúng quá trời. Gấp lên và ăn. Ngon. Quá là ngon luôn. Và em bé robot cũng sẽ ăn nha. Ăn hamburger. Tinh tèn. Đây, ăn đi. Vui chưa? Ôi, hồi vừa em cọc quá trời. Bây giờ em vui quá trời các bạn thấy không? Đó, bây giờ cười quá trời cười luôn. Đưa đồ ăn một cái là cười giấy sợi cười luôn. Đó, vui chưa? Trời ơi, nhìn kìa.
ăn vui dễ sợ vui luôn. Ừ, thấy chưa, ai ăn cũng sẽ vui vẻ thôi. Ok. Còn đây là Phong Cần đang ngồi ăn các bạn ơi đó. Ủa ai vậy? À, hình như có người muốn ăn mấy bạn ơi. Trời ơi, Phong Cần bất ngờ luôn nên Phong Cần quyết định đốt một miếng thịt, à một miếng kim chi cho robot ăn. Nhưng mà robot làm sao ăn đúng không, nên là Phong Cần đã quyết định. Ủa, cái gì vậy, ông nội ông cho người ta ăn ớt vậy sao ăn được, trời ơi khùng hả, mệt ghê luôn à. Thôi trả tôi đi ông nội ơi. Ủa, trời ơi, cái ông này sao cái gì vậy, trời ơi đinh nhúng rồi xong phá phải cho, đừng làm robot nhúng lộn ông ơi, khùng hả, đưa đây tôi, trời ơi gì đâu mà phá dễ sợ phá luôn à. Ủa ghê luôn á. Xin giới thiệu các bạn, đây là một cô gái rất là trẻ. Đó, đang nuôi một em bé robot các bạn ơi. Cô ấy đang đút cho em bé ăn. Đó, con ăn con. Ngon mà con, sao ăn vậy? Trời ơi, tiếc ghê luôn à. Thôi mẹ ăn nha con. Trời ơi, ngon, dễ sợ luôn à. Cho em bé đúng dễ luôn các bạn ơi. Đó, quá dễ luôn. Đó, sau khi em bé ăn xong mà lại cứ đành ru em bé ngủ. Ôi, em bé nhìn hạnh phúc chưa kìa. Chắc là ăn rất là no đúng không? Đó, mình là một người mẹ quá tốt bụng. Còn đây là Phong Cận khi chăm em bé. Đó, một người cha rất là dễ thương. À, trời ơi, đang uống nước kìa. Con đang gọi là rất là thèm khát nước. Nhưng mà cha uống nước kìa, không cho con miếng nước luôn. Thật là tốt bụng. Đó, rồi. Ủa, cái gì vậy? Là chăm con dữ chưa? Là chăm dữ chưa nè? Hoặc này là Mora và Yabun đang phát hiện em bé mới của mình. Thì vô tình đó, hai người này làm cho nhân viên hay lao hết hồn luôn bạn. Đó, đang gọi là múa dây, múa đồ đó bạn. Đó, hay chưa? Hai người này vô cùng bất ngờ với thành viên mới đó. Hay nhờ, em bé robot của mình dễ thương không? Đó, hai người này cảm giác, ui em bé robot đẹp dữ ta. Trời ơi, nhìn xinh nè. Trời ơi, nhìn nè. Thôi còn ăn nữa, thôi cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Ủa gì trời, cái gì trời? Sau khi ăn no say xong, tụi mình quyết định sẽ ăn kem làm gọi là ăn trắng miệng bạn ơi. Trời ơi, ngon dễ sợ luôn bạn. Robot nhìn qua nhìn lại kêu, ủa phần con đâu, phần tôi đâu, tiếc ghê luôn bạn ơi. Mình không đem kem cho em bé, trời ơi tội ghê đấy. Các bạn đừng quên xem video, like video nha, like video là em bé robot sẽ được ăn kem nha, nhớ nha. Đi về là mình đi về mấy bạn ơi. Trời ơi, ăn no quá bây giờ đi về thôi, khổ ghê luôn mà. Nhưng mà hôm nay ăn vui nha các bạn thấy không đó, hôm nay vừa ăn vừa ngon mà được cho em bé robot ăn nữa đó. Các bạn thấy ủa không làm gì vậy, gì phải không, gì vậy trời ơi, ông này cài cái mũ tôi mà cài cũng nổi nữa, khổ ghê luôn à. Đó nha. Rồi ok, bây giờ ta cùng đi về thôi nè bạn ơi. Let's go, đi về thôi. Và lúc 10 giờ tối thì Simi rất là thèm đồ ăn vặt, nên tụi mình quyết định sẽ đi mua đồ ăn vặt cùng với Simi và em bé robot của tôi. Đáng yêu chưa? Đó là mày thấy ui cái bóng này đẹp quá, là mình chế tim với Simi cùng với bé robot mới. Ồ, bạn thấy dễ thương hay không? Đừng quên của mình nha, thấy dễ thương dễ sợ luôn à. Đó, mình không hiểu luôn, em bé robot mình rất là nhát luôn. Đi ra đường nó cứ khóc hoài luôn à. Trời ơi, không lẽ bây giờ mình đặt con robot thì em cái mưa hả? Trời ơi, khóc hoài luôn. Đó, lần này thấy khóc nhiều quá, cho ăn bánh kẹo đó thì không? Con nít là mỗi lần đói, con nít là mỗi lần mà người ta khóc đồ là cho ăn bánh kẹo. Nhưng mà em bé robot mình hình như không thích ăn bánh kẹo bạn ơi kìa. Cho bánh kẹo càng khóc hơn nữa. Ôi kì ra, mình mà khóc mà ai đưa mình bánh kẹo là mình nín nghi luôn các bạn, nín ngang luôn á. Rồi, có bạn nào giống mình không? Đừng quên của mình nha. Đang đi mua đồ thì bỗng nhiên thêm một cái quán. Gì đây? Quán trà sữa Sami Đào. Ủa Sami, tụi tôi mở quán trà sữa lúc nào tôi không biết ta. Trời ơi, chắc là trùng hợp ha. Trời ơi, có khi nào mình vô đây mình uống có được miễn phí không trời? Cái gì kỳ vậy trời? Trời ơi, lạ vậy. Ok bạn ơi, đây là video một ngày của em bé robot của Sami Đào. Các bạn thấy như thế nào? Đừng quên comment phía dưới cho biết nha. Và đặc biệt các bạn thấy có tên nào hay thì đừng quên comment phía dưới để mình thấy tên nào thích hợp thì mình sẽ đặt nha. Ok, còn bây giờ tạm biệt mọi người ở clip sau nha. Nhưng bây giờ mình sẽ nhờ em bé robot của mình chào các bạn fan nha. Okay.